trên chuyến tàu bảo vệ núi qua các trang hàng đầu thế giới và đội tàu sản xuất dài 4.000 km, di chuyển với vận tốc 5 m trên giây. Rời ga Hàng Rồng và chỉ mất chưa đầy 2 phút để đến ga Kiến Thần, trở về vương quốc mặt trời. Được bảo lãnh giúp hiện tại Tam Pháp, Thác Thần Mặt Trời, quảng trường hội chợ, khu vui chơi trong nhà Fantasy Park với các trò chơi lôi cuốn. Đặc biệt, xin mời quý khách thưởng thức tiết mục biểu diễn nghệ thuật diễn ra liên tục từ 10 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ trang trước khi rời tàu. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách. Tàu hỏa leo núi trên Bà Nà Hill sẽ đưa du khách đi qua những khu rừng xanh mướt. Từ ô cửa sổ của cabin, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng Bà Nà, những ngọn núi cao vút và cả những dòng suối thơ mộng, tận hưởng kiểu không khí trong lành, mát mẻ. Còn nếu bạn tới đây đúng ngày trời trong xanh, không có mưa, thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc đồ sộ, ẩn hiện trong màn sương mờ ảo như thế này. Ngoài ra còn có thể ngắm thành phố Đà Nẵng hiện đại từ xa, cảm giác cực là chill nha. Đặc biệt, khi mời quý khách thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra liên tục.